Mến chào quý cô chú anh chị đến với video mới nhất của kênh LTK Bonsai. Hôm nay kênh có trở lại nhà vườn của anh Duy Mạnh thì giao lưu đến quý cô chú anh chị mình một lô cây kiểng nha. Cũng nhiều mặt hàng quý cô chú anh chị. Có khế, có mai, có bông giấy, rồi hoa lài nữa ha. Thì quý cô chú anh chị mình xem clip thì anh Mạnh sẽ báo chi tiết cho quý cô chú anh chị mình giao lưu nha. Rồi, chào anh Mạnh. Xin chào anh Tính, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ lên một lên clip một số cây bonsai, cây cảnh, bông giấy, cây lài, hoa kép và bông trang vàng và mai vàng và khế gân, khế quê, khế chua và kim quýt, me nè nghe anh em. Nhưng mà anh em vô đón xem và ủng hộ mình. Số điện thoại mình là 0903095052. Cũng là số Zalo nha anh em. Anh em nhắn tin hoặc gọi trực tiếp mình xin cảm ơn. Mình xin vô cái cây đầu tiên là cây bông trăng vàng. Cái này hôm nay nó đã đâm chồi mạnh nha anh em. Vậy anh em chỉ có bỏ vào chậu là nó đâm một cây nữa, hai cây nữa là nó sẽ ra hoa nha. Cái mã số 1 cây bông trăng vàng nên mình xin đo chiều cao là 3 tấc 2 à. Cái hoành thân nó đây là có 2 tấc 2, 2 tấc 3 nha anh em. Cái mã số 1 bông trăng vàng này mình giao lưu với anh em là 200 ngàn ạ. À. Mình bao ship nha anh em. Cái mã số 2 cũng là cái bông trăng vàng. Mình xin đo chiều cao là 3 tấc 9 ạ. À. Cái hoành thân ở đây là 1 tấc 7 ạ. À. Cái bông trăng vàng mã số 2 này cũng là 200 ngàn nha anh em. Mình xin xuống cây ạ. À. Mã số 3 cũng là cây bông trăng vàng. Mình xin đo chiều cao từ mặt bầu trở lên đỉnh nó là 2 tấc 9 à. Cái hoành thân nó mình đo đây, nó cây này nó mình chưa có làm ra nha anh em. Mình anh em về khui ra đế thêm. Hoành thân đây là 2 tấc 1 à. Cái mã số 3 bông trăng vàng này mình giao lưu với anh em là 250 ngàn à. Cái mã số 4 cũng là bông trăng vàng. Cái chiều cao mình đo tại vị trí này là 4 tấc 2 à. Cái hoành thân nó ở tại vị trí này là 2 tấc 2 à. Cái mã số 4 này mình giao lưu với anh em là 250 ngàn nha anh em. Mã số 5 nó cũng là bông trăng vàng nha. Mình xin đo chiều cao đây là 3 tấc 9 à. Cái hoành thân ở tại vị trí này là 2 tấc à. Cái mã số 5 này mình cũng giao lưu với anh em là 250 ngàn anh em. Cái mã số 6 này cũng là bông trăng vàng. Chiều cao đây là 3 tấc rưỡi ạ. À. Cái hoành thân ở tại vị trí này mình đo tại vị trí này nghe anh em. 2 tấc 4 ạ. À. Cái mã số 6 này mình giao lưu với anh em là 250 ngàn nha. Cái mã số 7 cũng là bông trăng vàng. Mình xin đo chiều cao đây là 4 tấc 7 ạ. À. Cây này nó có khá to đẹp đây nè. Cái hoành thân mình đo tại vị trí này là 2 tấc 7 à. Cái mã số 7 này mình giao lưu với anh em là 350 ngàn à. Cái mã số 8 là cũng là bông trăng vàng à. Chiều cao nó mình đo tại vị trí này là 4 tấc 8 à. Cái hoành thân mình đo tại vị trí này là 2 tấc 1 à. Cái mã số 8 này mình giao lưu với anh em là 250 ngàn nha anh em. Cái mã số 9 cũng là cái bông trăng vàng. Mình xin đo chiều cao đây là 3 tấc rưỡi ạ. À. Cái hoành thân mình đo tại vị trí này là 2 tấc 1 ạ. À. Cái mã số 9 này mình giao lưu với anh em là 250 ngàn anh em. Cái mã số 10 mình xin đo chiều cao đây là 4 tấc 4 ạ. À. Xin đó cái hoành thân ở tại vị trí này là 1 tấc 9 à. Cái mã số 10 này mình giao lưu với em là 200 ngàn nha anh em. Kế tiếp là hoa lài bông kép nha anh em. Cây này thì bông nó cũng như hoa cúc thọ mà nó thơm, nó nở ra nó thơm nha anh em. Mình xin đo cái cây lài này, cái mã số 11. Nó phỏng phỏng chiều cao đây là 60, chiều cao 60 à. Hoành thân tại vị trí này là 2 tấc 6 à. Cái lài hoa kép này mình giao lưu với anh em mã số 11 là 350 ngàn anh em.
Kế tiếp là cũng hoa lài bông kép ạ, à, mã số 12 ạ. À. Cây này thì nó cũng khá cây, nó lớn cây nha anh em. Mình xin đo chiều cao ở tại vị trí này là 55 ạ. À. Mình xin đo hoành thân. Cái mã số 12 cây lài này hoành thân là 4 tấc 2 ạ. À. Mình ta đo đây nha anh em. Cái lài bông kép này mình giao lưu với anh em là 1,3 triệu. Mình xin xuống cây, hôm nay nó mọc mầm mạnh nha nè. Hoa lài này nó mọc mầm chậm đó anh em ơi. Nó mọc tại da dày á. Nè anh em thấy không? Da dày nó mọc, nó chỉ mọc trên này từ từ. Cái đầu mình trồng nó ra rễ nó sẽ mọc trên thân nhiều hơn nha. Hoa lài, mã số 13 cũng là cây hoa lài. Mình xin đo chiều cao. Ở đây là 3 tấc 8 ạ. À. Cái này cây bonsai nha anh em. Mình đo hoành thân cây hoa lài này là tại vị trí này là 3 tấc 9 ạ. À. Hoa lài này gốc cỡ này trở lên cũng khó kiếm nha anh em. Tại vì mình cũng bán giá nới cho anh em chơi, bạn mình làm quen còn mua bán nữa. Mã số 13 hoa lài này mình giao lưu với anh em là 1,3 triệu. Mình xin xuống cây ạ. À. Kế tiếp là cũng cây hoa lài hai thân anh em, nó bệ liền nha. Cây này mã số 14 là cây hoa lài bông kép luôn nha. Hôm nay mọc mầm mạnh rồi. Mọc trò mạnh rồi. Mình xin đo chiều cao. Ở cây chính này là chiều cao 8 tấc ạ. Chiều cao cái cây nhỏ này là 4 tấc 8, 4 tấc 9 ạ. Hoành thân tổng thể cây lài bông kép là 6 tấc 1 ạ. Sáu tấc một, sáu tấc hai. Mình xin đo cái thân to nó này, to nó mình đo tại vị trí này nè, là 3 tấc 2, 3 tấc 3 nghe nè. Cái mã số cây hoa lài bông kép mã số 14. Cây này hàng này giờ cũng khó kiếm anh em, nó mọc mầm mạnh lắm. Hoa lài thì anh em yên tâm đi, da rất dày. Cái mã số 14 cây hoa lại bông kép nằm giao lưu với anh em là 2,5 triệu ạ. À. Xin xuống cây ạ. À. Cái mã số 15 này cũng là cây. Mã số 15 này cây bông giấy nha anh em, bông hoa giấy Mỹ. Cây này nó có dáng thân lượng rất đẹp nha. Hoa giấy thì anh em kiếm cái cũ thì nó rất dễ, nhưng mà cái nói về cái thân lượng, thân chính mà nó đặt nó hiếm có. Nó có cây bên lớn nó cũng hơi lâu nghe nè. Mã số 15 cây bông giấy hoa giấy Mỹ, mình xin đo chiều cao ở tại vị trí này nó cỡ 1m2 à. Hoành thân mình đo trên cái ở đây trước đi là 3 tấc 2. Mình đo chàng với rễ nôm dưới này nghe nè, đây nè, mình đo tại vị trí này nghe nè là 5 tấc 9 nghe nè. Hoa giấy Mỹ này nó dáng nó rất đẹp nè anh em, mà đế thì nó cũng coi được mắt thôi. Vậy anh em tạo tàn thêm nó rất đẹp nha. Bông giấy Mỹ mã số 15 này mình giao lưu với anh em là 1,8 triệu ạ. À. Số điện thoại mình là 0903095052 nghe anh em. Số Zalo luôn nha anh em ơi. Kế tiếp là cái mã số 16 là cây khế gân ạ. À. Cái gân này nó cũng đang lên, nó chưa có già không nghe nè. Nhưng mà nó có cái dáng mình chơi văn nhân. Mình chơi phong cảnh thiên nhiên nó rất đẹp nha. Cái gân này thì nó có trái nó chua nghe nè. Ổng gài lâu rồi mình quay khế gân mình không có nói chua. Nhưng mà cái da nó rất dày nha. Nó bền lắm, thẹo nó không có bỏ bậy nha. Cái gân mã số 16. Mã số 16 mình xin đo chiều cao ở đây là 9,5 tấc á. Mình thân mình đo tổng hai cái thân này đi, đây là 3,4 tấc ạ. Hai thân nó sát là 3,4 tấc, đây là 2,4 tấc ạ. Cái khế gân mã số 16 nằm giao lưu với anh em là 1,000,000, mình bao ship toàn quốc anh em ạ.
Kế tiếp cũng là cây khế gân nha anh em. Cây này nó hơi bay bay lả lả nha. Mã số 17 là cũng cây khế gân nha anh em. Nó có cần bay cũng khá có duyên nha. Xin đo cái cần bay bay tại vị trí là 7 tấc 6 à. 7 tấc 6 chiều cao nó mình đo cái đỉnh này tại đây là 7 tấc rưỡi à. Hoành thân. Hoành thân mình đo chồm chồm như này nha. Chồm chồm này tại nó có cái này đây thì nó 4 tấc 1 anh em. Mình bỏ nhỏ ra. Nhỏ ra bỏ thằng này ra thì mình đo được là 3 tấc 1 anh em. Cái gân mã số 17 này mình giao lưu với anh em là 1 triệu 2 à. Mình xin xuống cây à. Kế tiếp là cái mã số 18 cũng là cây khế gân nha. Cây này thì tàn thiên nhiên anh em. Cái dòng này thì nó cây mấy cây này thì nó còn hơi tơ. Anh em nuôi thời gian nó sẽ lên nu. Mình dùng danh từ bằng nói nó khế gân chứ lần nữa nó nu. Cái hộp nó tròn tròn như trái mù nha anh em. Có người kêu khế nu, có người kêu khế gân. Mình xin đo cái mã số 18 là cây khế gân này mình đo cái chiều cao đó là 6 tấc 8 à. Cái tàng thiên nhiên ngang đây là 6 tấc 7 à. Cái hoành thân tổng thể này mình đo đây nha anh em. Đây nó cũng hai ba thân nhưng mà cái gân nó từ từ nó dính rồi anh em. Đây mình đo là 4 tấc 2 à. Cây khế gân mã số 18 này mình giao lưu với anh em là 1 triệu 3 à. Kế tiếp này cũng là cây khế gân nha anh em. Cái khế gân này clip vừa rồi thì cũng có người mua nhưng mà anh ta mất công chuyện, anh ta thuê để cái dịp nào anh lấy thì mình sẵn mình quay luôn. Cái mã số 9 là cây khế gân à. Cây này rất già nè anh em, này đang nổi nu này, nu hạt hột tròn tròn này nha. Cây này cũng chưa đổi nổi nu hung đó nha anh em, nhưng mà nó đã vậy rồi đó. Cái mã số 19 này cây khế gân mình xin đo chiều cao nó là 5 tấc 9 à. Hoành thân mình đo tại vị trí này là 3 tấc 8, 3 tấc 7, 8 8 à, nhưng mà đế nó chạc nha anh em. Cái này nó có củ đế chạc, cái đá đế nó rất khá, nó có cành anh em về rất chơi chơi rất nhanh à. Cái mã số 9 cây khế gân này mình giao lưu với anh em là 3 triệu à. Mình xin xuống cây à. Cái mã số 20 cũng là cây khế gân anh em. Cái này chơi hai thân hoặc anh em về chặt xuống chơi cây lùng cũng được. Cũng cây này chứ rồi anh đó anh mua hai cây nhưng mà anh mất công chuyện. Thôi giờ mình quay tiếp. Mình xin đo chiều cao cái cây khế gân mã số 20 này là 74 anh em. Hoành thân tổng hai thân. Nó tại vị trí này là 5 tấc 2 à. Cái thân bự cao. Thân to cao nó đây mình đo đây nha. 3 tấc 6 à. Thân nhỏ mình đo đây. Sao mình đo đây là 2 tấc 8 à. Cái mã số 20 cây khế gân này mình giao lưu với anh em là 2 triệu 2 nha anh em. Mình xin xuống cây à. Kế tiếp là mã số 21 là cái gừng cây gừng mai chiếu thủy nha anh em. Mai chiếu thủy này mai da đen thôi chứ nó không phải là gò công nha. Vậy anh em chấp tiểu cảnh rồi chơi. Mình xin đo chiều cao cái gừng mai chiếu thủy mã số 21 này. Tại vị trí này là 69 nha anh em, chiều cao nha. Tổng thể cụm gừng. Tổng thể cụm gừng là 103 nha anh em. Gừng mai chiếu thủy này mã số 21 nằm giao lưu với anh em là 1 triệu ạ. À. Xin xuống cây ạ. À. Kế tiếp là cây mai vàng nha anh em. Cây mai vàng cây này là bông đẹp nha anh em. Bông đẹp mà nó hơi xù lên nha. Cây này đế khá đế anh em về. Tại ở nhà vườn của người ta thì người ta không có săn sóc á. Thì nó không có mập cây lên dòm đế nó không ấy anh em. Cây này về anh em nuôi chơi nó sẽ lên cây nha. Cây mai vàng này bông đẹp nha anh em. Nó từ 6-7 cánh cho lên không à. Cái nào thì anh em mình nói ở đâu có mình phải bao hàng anh em.
Ví dụ như anh em về chơi mà cái bông không đẹp thì anh em cứ điện cái chụp hình cho tôi chính mắt tôi thấy rồi nha. Cái mai vàng, cái mã số 22, cái chiều cao nó từ mặt bầu trở lên là 94 ạ. Này nó lên sù nha anh em, sù tự nhiên nha, chứ không phải mình sù mà mình săn sóc phân nha anh em. Mình đo bình thân tại vị trí này là 4 tấc 9 nha anh em, để nó nhỏ nhỏ nó bỏ đều hết nha. Mình xin đo nó chặt chặt dưới đây cho nó bể hơi liền liền chút nha nè. Nó 5 tấc 3, nãy 4 tấc 9 mình đo tại vị trí này là 5 tấc 3. Cây này khá có duyên anh em chơi nguyên thủy hoặc anh em về ghép chơi nó cũng rất hay nha. Cái độ sù nó đang lên ở này là cây nó tự già nó lên chứ không phải mà mai mình nuôi á mà mình bón phân nó sẽ lên nha anh em. Mã số 22 cây mai vàng này mình giao lưu với anh em là 4 triệu rưỡi nha anh em. Số điện thoại mình là 0903095052 nha anh em. Anh em thích điện và nhắn tin Zalo mình sẽ trả lời với anh em nha. Cái tiếp là cây mai chiếu thủy, cây này là cây mai chiếu thủy da da xanh nha anh em, nhưng mà nó nổi hột cũng khá cây này đó. Về tại vì nó hơi sâu quá, nó bứng lên nó còn hơi non á. Cái này cái phong cách mới giờ nghe nè, nay nó bấm thẹo cũng mạnh rồi, tại bứng cũng mới đây hả, 4 5 ngày nay thôi mà thấy cái mạnh, nó xanh da lên nha. Cái mã số 23 cây mai chiếu thủy này mình xin đo chiều cao nó là 4 tấc 8 nghe nè. Cây này nó có cái cốt phóng tự nhiên đó nha anh em, về nuôi nó sẽ bắt chi thì nó cân hòa, nó hài hòa lại. Cái hoành thân đây là 7 7 tấc 4, là mình đo hai hai thân là 7 tấc 4 anh em. Cây này mình em về về nuôi thì nó lên cây nha. Anh em tạo đế lại, giờ mình về nuôi mình sắp đế lại nó cũng khá đều đều á. Cái mã số 23 cây mai chiếu thủy này mình giao lưu với nhau là 4 triệu rưỡi á. Mình xin xuống cây nghe nè. Kế tiếp là cây chiếu thủy, cái này cũng là cây da đen nghe nè, nhưng mà nó có hơi thẹo, mình bán cũng hơi rẻ cho anh em chơi, vậy anh em nuôi tự chơi tự chế tác nha. Cái mã số 24 cây chiếu thủy da lá lớn là mình đo chiều cao đó là 7 tấc, hoành thân mình đo tại vị trí này là 4 tấc 7 á. Cái đường kính nội đế của nó mình đo đây là 5 tấc ạ. Cái này nó cũng già nha anh em. Kem chiếu thủy lá lớn mã số 24 là mình giao lưu với em là 1 triệu rưỡi ạ. Xin xuống cây ạ. Kế tiếp là kem me nha anh em. Kem me này me me Thái nha. Me Thái này đó, người ta ăn hột người ta bỏ rồi nó lên đó nè. Cây này vậy anh em chắc tiểu cảnh, anh em chắc gục xuống gì nó cũng khá đẹp nha. Mã số 25 là cây me Thái. Me Thái là cái đọt đỏ nha anh em, đọt nó ra ửng ửng gọi là me Thái nha. Còn me mình là cái đọt xanh hết nha. Mình xin đo cái cần bay, cái me này cần bay đây là 88 ạ. Cái me này nó rất mạnh nha anh em, nó có thẹo đây mà anh em đừng lo, me mà nó chịu bấm thẹo là nó rất an toàn nha. Đây nó còn đang đâm mầm nữa, mình xin đo hoành thân của cây me này đây là 3 tấc 2 ạ. Nó cao tới cái cành bay của nó là 5 tấc 3, 5 tấc 9 ạ. Cây me mã số 25 này mình giao lưu với anh em là 1 triệu 2 ạ. Xin xuống cây nghe nè. Mã số 26 là cây bông giấy nè. Cây này cây tàn dù nghe anh em. Cây tàn dù nhưng mà cây này nó của người ta tùm quá rồi người ta cắt bỏ. Quay ra đây cái chiều cao, cây mã số 26 cây bông giấy Mỹ nghe nè.
Đây về anh em chơi tầng dù, sân rộng rộng cho tầng dù rồi mình chơi bóng mát rồi rất đẹp nha, chỗ hoa cũng rất đẹp. Chiều cao nó cỡ khoảng ở đây là 1,5 m. Mét rưỡi dưới đây cỡ 1 m, nó cỡ 2,5 m anh ạ. Cây này nó cao nó vừa tầm nha, vừa tầm mình chơi tầng dù rất đẹp nha. Chiều cao bông giấy Mỹ này, hai má số 26 là 2,5 m. Cái hoành cũ của nó, mình cũ nó đó, mình đo mình thân nè, thân trên này hơi đặc đặc nha anh em, đặc đặc thì nó cả 50 nha. Cái đế củ đế nó, củ đế này mình đo đây nè, đo đây là cả 6 tấc 6 rồi nè, cái mã số 26 cây hoa với Mỹ nha nè, cao quá mình không có bỏ trên bàn quay được. Mã số 26 cây hoa với Mỹ này mình báo giá là 2,5 triệu nha anh em, bao sóng bao xếp toàn quốc đây nè. Cái mã số 27 kế tiếp cũng là cây châm quýt nha nè, châm quýt nó rất già nha, châm quýt này rất già. Cái này cũng lái mình cũng rút lại của anh em, vậy anh em kia cây kim quýt thì thẹo thì anh em đừng có lo, nó không khi nào nó buông thẹo á, nhưng mà nó bấm chậm thôi, nhưng mà cái thẹo của nó là rất an toàn nha, nó không phải như cái dòng những cây khác, nó không bằng cái gân thôi. Cái mã số 27 này là cây kim quýt, mình xin đo chiều cao là 6 tấc 2 à. Cây này nó rất già nha anh em, cây này trong chậu của mấy ông già xưa chơi á, kia nó rút lại nó. Mình xin đo cái tổng thể cái cây kim quýt này đi, tổng cái nội đế này mình đo đây nè anh em, là 7 tấc hả, đâu có ngược 7 tấc mấy mà 7 tấc 9 không? Với cái thân đặt nó mình đo nó có rẻ đây nghe nè, thân đặt mình đo tại vị trí này nha. Nói về cây kim quýt thì mình cây lớn thì nó cũng quá già rồi em ơi, đây là 4 tấc 2 nha, thân nó trên này nè. Cây này thì trái nó rất đẹp, mình ăn cây quýt này ăn cái trái nó cũng có vị thuốc nữa nghe nè. Cái mã số 27 cây kim quýt này mình giao luôn với em là 3 triệu ạ. À, số điện thoại mình là 0903 095 052 nghe anh em, cũng là số Zalo anh em, anh em nhắn tin hoặc gọi trực tiếp nha, mình xin trả lời. Kế tiếp là mã số 28 này là cây khế chua khế dừa nghe nè. Cái này thì người ta nuôi trong cái giót nó quái, người ta trồng bằng bằng cái cho chấu anh em, rồi nó bị đen, chứ cây này nó rất mạnh nha, nó nổi nu lên nè anh em. Cây này chơi sau này mình nuôi nó sẽ nổi nu, nó cũng hơi quái quái. Mã số 28 cây khế chua vườn như chua quê, mình xin đo chiều cao nó là 111 cái đế. Đây mình đo đây nè nha, tổng cái củ đế quái quái của nó đây nè, tổng củ đế quái đây mình đo trên này đi là 108. Hết ở dưới này là 1,5 m rồi nè, 1,5 m mấy chiều cao nó đo chưa ta, đo hoành thân nha, hoành thân đây nó đây là 5 tấc nè, 4 tấc 9 5 5 tấc ạ. Mã số 28 cây khế chua vườn này mình giao lưu với anh em là 4 triệu nha. Cây này thì nó cũng quá quá ngộ ngộ nè, về anh em nuôi nó sẽ nổi thêm nữa. Cái mã số 2 kế tiếp là mã số 29 cũng là cây khế chua vườn anh em, nghe nó có một cặp. Cái này thì nó cũng rễ nó cũng hơi nơm nơm, vậy anh em bắt chi khế thì mình nuôi nó, mình tạo nó quái quái nữa cũng coi cũng khá mắt đây nè. Cái chiều cao của cây khế mã số 29 này, khế chua vườn này là chiều cao 80 à, mình xin đo hoành thân à. Hoành thân đây là nó 6 tấc 8 nè, nhưng mà nó chạc xuống cái đế đó, nó cũng chặt chạc, chạc nó cũng đây là nó cũng cỡ thức thức gửi à, tại vị trí này nè.
Cái vườn thì tại nó nằm ở trong cái chậu, nhưng mà anh em về trồng phơi lên nó sẽ nổi nu lên nha. Thế thì mình nuôi nó sung, nó sẽ nổi nu, nó cũng rất đẹp. Mã cuối cùng, mã số 29 là cây khế chưa, vườn này là cũng cuối clip. Mình xin kết thúc. Xin anh em vô ủng hộ giùm với số điện thoại mình là 0903 095002, cũng là số Zalo. Mình xin chào anh em ạ.